kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thiếu thuốc, bệnh viện khốn đốn, Đào Hồng Lan mải mê tung hứng với Phạm Minh Chính. Tình hình của ngành y tế tại Việt Nam những ngày sắp tới vô cùng bi đát. Từ ngày 1 tháng 3 tới đây, Bệnh viện Việt Đức sẽ hạn chế các ca mổ phiên để ưu tiên vật tư, hóa chất cho việc mổ và điều trị các trường hợp cấp cứu. Tối ngày 23 tháng 2, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cho biết tới đây, bệnh viện này sẽ phải hạn chế mổ phiên do thiếu hụt vật tư y tế và hóa chất chuyên dụng cho ngành y. Không chỉ Bệnh viện Việt Đức mà ngay ngày 23 tháng 2, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy rất lớn ở miền Nam cũng cho biết nếu tiếp tục chờ ba báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ tạm ngừng hoạt động. Vị giám đốc này khẳng định giá gói thầu đang là vấn đề khó khăn nhất của bệnh viện. Nếu tiếp tục chờ đợi ba báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ phải tạm ngừng hoạt động vì không đủ hóa chất dùng trong các công việc ngành y tế của bệnh viện. Đây là hình ảnh Bệnh viện Việt Đức đang kêu gào. Được biết, tình trạng thiếu hóa chất, thiếu thuốc và thiếu thiết bị cũng đang diễn ra rất nghiêm trọng hồi tháng 4 năm 2022. Lúc đó, ông Nguyễn Thanh Long còn là Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy là sau khi ông Nguyễn Thanh Long sổ khám thì tình hình Bộ Y tế vẫn bi đát, không hề thay đổi. Câu chuyện thiếu thuốc, thiếu thiết bị đang quay lại, nếu không giải quyết được thì người bệnh sẽ là nạn nhân của tình trạng tắc trách như thế này. Trong khi tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng đang diễn ra tại các bệnh viện, thì bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, đang nói gì? Vào ngày 24 tháng 2, bà Đào Hồng Lan lại đến trụ sở Văn phòng Chính phủ để gặp ông Thủ tướng Phạm Minh Chính để tung hô thành tích của ngành y tế. Hội nghị này được lấy lý do là triển khai công tác y tế năm 2023 và tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Trong hội nghị này, ông Phạm Minh Chính và bà Đào Hồng Lan mải mê tung hô những thành tích của năm 2022 vừa qua. Họ khoe rằng năm 2022, ngành y tế đã vượt và đạt cả 3 chỉ tiêu Quốc hội giao cho. Đây là hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy cũng than thở và nguy cơ phải đóng cửa vì thiếu thuốc men và trang thiết bị. Tình hình y tế năm 2022 rất tệ hại, đó là một thực tế. Tưởng rằng bắt giam ông Nguyễn Thanh Long thì bà Đào Hồng Lan sẽ khá hơn, nhưng không, có vẻ như bà Đào Hồng Lan đã không làm gì để cải thiện ngành này vốn đã quá thối nát và bi đát. Nếu một chính phủ hay một bộ mà cứ mải mê ca ngợi thành tích thì sẽ không nhìn thấy những điểm yếu cần phải sửa chữa. Bệnh ca tụng thành tích là loại bệnh mãn tính của chế độ này. Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn chỉ biết tự sướng với những gì họ làm, mặc dù họ làm rất tệ hại. Cái này được gọi là bệnh mù lòa của chế độ. Bà Đào Hồng Lan vẫn khuôn mẫu cũ kết hợp với ông Phạm Minh Chính đã làm theo khuôn cũ thì thấy rất khó thay đổi được điều gì. Và quả thật, tình hình đúng như vậy, hậu quả người dân phải lĩnh. Nói về các chính sách y tế và giáo dục thì nhiều nước trên thế giới đã trích ngân sách rất lớn để miễn phí y tế, miễn phí giáo dục hoặc chí ít cũng trợ giá cho người dân những lúc khó khăn để ai cũng có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế giá rẻ và giáo dục giá rẻ. Tuy nhiên, chế độ này thì khác hoàn toàn. Họ chi cho y tế và giáo dục rất ít, họ rất vô trách nhiệm với đời sống và tính mạng của người dân, nhưng họ lại luôn hô khẩu hiệu rằng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Trong khi đó, họ xem người dân là đối tượng để trục lợi, để khai thác. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan và Phạm Minh Chính đang họp hành để khoe khoang thành tích của những năm cũ. Một bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy ở miền Nam mà lại thiếu thuốc men, thiếu hóa chất và thiếu trang thiết bị. Đây là bệnh viện tuyến cao, những ca bệnh và các tuyến dưới phải bó tay thì mới chuyển đến bệnh viện này. Có nghĩa là bệnh nhân đến với bệnh viện này là để giành giật sự sống, nhưng bệnh viện thì đang lâm vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng. Nếu không giải quyết vấn đề này thật gấp thì đấy là một tội ác. Không biết bà Đào Hồng Lan có nghĩ đến điều này hay không? Ngành y tế của Việt Nam rất bệ rạc, quan chức thì tranh nhau xà xẻo, năng lực quản lý thì có hạn, nên đã nặn đủ ra mọi thứ thủ tục làm khó và kiếm tiền trên thân xác bệnh nhân. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn không biết đến khi nào mới dứt đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Thiếu thuốc, bệnh viện khốn đốn, Đào Hồng Lan mải mê tung hứng với Phạm Minh Chính.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Hải Nam, Trung Quốc, Thanh Trì, Quảng Ninh đang được gia cường. Vào ngày 22 tháng 2, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tiếp ông Thẩm Hiểu Minh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam, Trung Quốc sang diện kiến ông. Điều đáng nói là trong nội dung thảo luận, ông Phạm Minh Chính và ông Thẩm Hiểu Minh có nói về hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và Quảng Ninh. Đây là sự hợp tác giữa hai tỉnh gần gũi nhau. Được biết, khu vực biển phía tây đảo Hải Nam tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ, sự hợp tác giữa tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Ninh là sự hợp tác mang ý nghĩa quan trọng cho chiến lược phát triển vùng của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam gặp ông Thẩm Hiểu Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, Trung Quốc. Như tờ Thời báo .de đã từng có bản tin phân tích về những hành động của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây. Tại Quảng Ninh, Bộ Công an đang tăng cường bắt bớ và vụ án IC với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đang được điều tra, và đặc biệt mới đây, ông Đinh Văn Nơi, thiếu tướng, đã cho bắt một ông tướng công an, làm chấn động dư luận cả nước. Vụ án ông Đỗ Hữu Ca trước mắt đó chỉ là vụ án hình sự, nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ lan sang vấn đề chính trị. Bởi ông tướng công an Đỗ Hữu Ca có rất nhiều mối quan hệ lớn với các quan chức cấp cao. Mới đây, ông Phạm Minh Chính cũng đã có chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Ninh và triển khai chính sách quy hoạch phát triển cho tỉnh này. Giống như ông Phạm Minh Chính là người trực tiếp điều hành tỉnh này chứ không phải là chủ tịch tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh không phải xa lạ gì với ông Phạm Minh Chính. Ông từng là bí thư tỉnh ủy giai đoạn 2011-2015 ở đây. Ông Chính cũng đã gây dựng được nhiều mối quan hệ với phía Trung Quốc từ thời ông làm bí thư tỉnh ủy. Đặc biệt, ông Phạm Minh Chính đã kết nối với bà giáo sư Đào Nhất Đào, kiến trúc sư chính sách vành đai và con đường cho ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn là đứa con cưng của ông Phạm Minh Chính. Thời ông Chính làm bí thư, ông đẩy cho nó phát triển dự án này mạnh nhất. Đây là hình ảnh sau Tết Nguyên đán, ông Phạm Minh Chính lưu ý đặc biệt với Quảng Ninh. Thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy, nhóm lợi ích nhỏ tại Quảng Ninh bị ép hết đất sống. Thay vào đó, nhóm lợi ích lớn dựa lưng vào chính sách của ông Phạm Minh Chính, trong đó tên tuổi lớn nhất hưởng lợi từ chính sách ông Phạm Minh Chính là tập đoàn Sun Group của đại gia Lê Viết Lam. Lần này, ông Phạm Minh Chính tiếp bí thư tỉnh ủy Hải Nam tại Phủ Thủ tướng cho thấy ông Phạm Minh Chính đang thổi hồn vào Quảng Ninh bằng chính sách mà ông đã từng làm trước đây khi ông còn là bí thư tỉnh ủy. Trong lúc cung đình đầy rông bão, chức thủ tướng đang bị soi rất kỹ, ông Phạm Minh Chính lại chăm lo đặc biệt cho tỉnh Quảng Ninh là điều gì đó hết sức bất thường. Thực ra, một bí thư tỉnh thì nên gặp đồng cấp để bàn về hợp tác. Ông Thẩm Hiểu Minh sang Việt Nam, muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh thì ông gặp Nguyễn Văn Nên, và muốn hợp tác với Quảng Ninh thì ông gặp ông Nguyễn Xuân Ký là bí thư tỉnh Quảng Ninh. Chứ tại sao lại gặp ông Phạm Minh Chính, thủ tướng chính phủ? Sự gặp gỡ không ngang hàng đẳng cấp như thế đang nói lên điều gì? Thứ nhất, nó nói lên thế quỳ gối của Trung ương. Cấp Trung ương Việt Nam chỉ ngang bằng với cấp tỉnh bên Trung Quốc. Thứ nhì, nó nói lên vai trò quyết định của ông Thủ tướng Việt Nam với địa phương mà phía Trung Quốc muốn đặt quan hệ làm ăn, mà cụ thể ở đây là tỉnh Quảng Ninh. Như vậy thì qua đây cũng đã rõ lên một điều, ông Phạm Minh Chính đang lo lắng thái quá cho tỉnh Quảng Ninh. Trong khi đó, vai trò của ông là điều hành nền kinh tế của cả đất nước Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng mà gặp bí thư tỉnh là không ngang hàng. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lắm phe phái, ông Phạm Minh Chính đã bỏ bê Thanh Hóa, quê hương của ông, để chăm lo cho Quảng Ninh là câu hỏi rất lớn, khó mà trả lời cho được. Ông Phạm Minh Chính tuy quê ở Thanh Hóa nhưng ông đã để lại dấu ấn riêng ở Quảng Ninh rất nhiều. Nguyên nhân không hẳn ông yêu Quảng Ninh, mà có thể ông yêu bản thân ông thì đúng hơn. Quảng Ninh an toàn, Phạm Minh Chính sẽ an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Bí thư Quảng Nam, Trung Quốc
Thanh Trì, Quảng Ninh được ra cửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de